Dạ rồi, xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ha. Rồi hôm nay thì em ha, vườn mai Trung Hiếu của cô chú anh chị ha, có lên một cái clip nữa để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai hàng cho hàng mai con ươm từ hạt dạo Thủ Đức và dạo Tân Châu, và một loại nữa là dạo mai tứ quý cô chú anh chị mình mua về cho mình chăm mình nuôi lại ha cô chú anh chị, là mình có thể mình lấy phôi mình ghép cũng được nha. Rồi thì không làm mất thời gian cô chú anh chị mình nữa ha, em vào clip luôn giới thiệu với cô chú anh chị mình. Thì hiện tại bên em đang có khoảng cũng khá là nhiều loại á, nhưng mà em mới vừa về hàng, em mới vừa đem về vựa được một số, còn một số thì em chưa có về vựa, là khi nào em về vựa đầy đủ hết thì em sẽ làm một cái clip đầy đủ khác riêng cho cô chú anh chị mình nữa ha. Thì trước mắt là em sẽ lên cho cô chú anh chị mình mấy mã này. Là cái đầu tiên là em xin giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha, là loại mai con quấn rễ thường, hoặc là quấn rễ lò xo con ốc nè, nó quấn rễ cũ như thế này cô chú anh chị ha. Đó, đó cũ nè, không cây nào mỗi cây nào cũng vậy nè, lò xo là 1 2 3 4 5 dòng nè, 1 2 3 4 5 dòng nè, 1 2 3 dòng nè ha, đó 3 dòng nè, không nè 4 5 dòng nữa nè cô chú anh chị, đây nè 1 2 3 4 5 dòng lò xo ha, cũ nè, không cục luôn nè cả nhà. Đó, mấy cây này nè chừng nữa mình lên ha, cũ rất là đẹp luôn cả nhà. Nếu mà cả nhà mình có theo dõi mấy cái bên em bán cái loại mà mai ghép mini á, mai giống mini á, thì cô chú anh chị mình biết, nói chung là mấy cái cũ nó lên đi trang vậy rất là đẹp ha. Thì cây thì nói chung là cây nào cũng như cây nào, cành nhánh nói chung là ngon lành cả nhà nè, thấy không đó, cành nhánh nè từ dưới lên tới tên nè, thấy không đó, có cành có nhánh đàng hoàng rất là đẹp ha. Đây nè, thấy không, cành nhánh là có cành có nhánh nè cả nhà. Đó, cái này thì mai này thì bên em có hai loại ha, là dạo Thủ Đức và cái thứ hai là dạo Tân Châu đó. Cô chú anh chị mình muốn mua loại nào, ví dụ muốn mua loại dạo Thủ Đức thì báo em dạo Thủ Đức, cũng mua Tân Châu thì báo em Tân Châu. Thì như thế này, cây cao như thế này ha, tầm khoảng 3 tấc nha cô chú anh chị ha, 3 tấc đến 4 tấc, thì em báo giá cho cả nhà mình ha, là từ 3 đến 4 tấc giá là 5.000 một cây đó. Mua là em gửi hàng từ 20 cây đó, 50 cây em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. 20 cây em gửi hàng, 50 cây em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình đó. Phí vận chuyển cho 20 cây thì nó tầm khoảng là 40.000 nha cả nhà. Em gửi bên Viettel Post thì Viettel Post thì mùng 9 nó bắt đầu đi hàng lại á cả nhà, nên mà cả nhà mình đặt hàng thì mùng 9 em gửi hàng nha. Rồi, và đặc biệt khi cả nhà mình mua bên em ha, đơn hàng có giá trị từ 300.000 trở lên đó, bắt đầu từ 300.000 thì em sẽ khi mà đơn hàng tới em sẽ mỗi đơn hàng em sẽ gửi kèm theo một cái phong bao lì xì may mắn cho cô chú anh chị mình ha, để lấy lọc đầu năm nha. Đó, đơn hàng tên 300.000 nha cả nhà. Đó, rồi cái loại này ha, là loại lục này là 5.000 một cây đó, 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship. Còn cái loại cao hơn một tí là nó cao tầm khoảng, nói chung là từ 4 tấc lấy lên nha cả nhà, 4 đến 6 tấc thì em đang bán với giá là 7.000 một cây đó, cây cành nhánh xum xuê 7.000 một cây, cũng là 20 cây em gửi hàng và 50 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình đó. Mình chốt đơn liên hệ số điện thoại giùm em nha, để như đầu clip em giới thiệu. Và đây tiếp tục em giới thiệu cho cả nhà mình ha, cái mẫu cho cả nhà mình ha, đây cái mẫu rắn nha cả nhà ơi, đây rễ rắn nha cả nhà, đó rễ rắn vàng ôm luôn cả nhà. Cây này thì hiện tại đang nằm trong bồng 14 nha cả nhà ơi, đó cây này hiện tại đang nằm trong bồng 14 ha, cây uống lượng rễ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây đó, thì cây thì chiều cao tính từ 3 tấc nha cả nhà, từ 3 tấc lấy lên ha. Cây nói chung là mạnh khỏe xum xuê, cà tàn là cả nhà mình dòm giùm em nè, đó thấy không đó, cành nhánh là xum xuê luôn cả nhà. Đó, cây nào cũng vậy. Thì làm cái lô mai gắn mai rễ rắn bầu 14 này đó, với lại em còn một lô nữa là nó sẽ bầu là bầu 16 nha cả nhà, bầu 16. Thì bầu 14 thì em báo giá cho cả nhà mình giờ giá là 20.000 một cây, lấy từ chiều cao từ 3 tấc lấy lên nha. Còn bầu bự cũng vậy luôn, là lấy chiều cao từ 3 tấc lấy lên. Bầu 14 thì giá là 20.000 một cây. Đó. 20 cây gửi hàng 30 cây. Ủa, 20 cây gửi hàng, 50 cây em bao phí vận chuyển. Còn cái loại bự hơn á, loại mà bầu bự á thì em cái loại bầu bự hơn là bầu 16 thì giá là 35.000 một cây. Đó, cũng là 20 cây gửi hàng và 50 cây em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. Đó. Rễ rắn nha cả nhà. Đó là một loại ha. Còn tiếp theo cho cả nhà mình đây, là loại rễ bí nha cả nhà. Đây nè. Đó, mấy cái này là nói chung là khi mà em lên lô cho cả lên cho cả nhà mình ha. Đó, lên dựa cho cả nhà mình ha, là cây là em đã kiểm tra rễ hết luôn cả nhà. Đó, kiểm tra rễ mỗi cây luôn cả nhà ơi. Nè, thấy không? Là cây đủ rễ hết đàng hoàng em mới đem lên giao để mà giao cho cả nhà mình, nên là cả nhà mình cứ an tâm ha. 100% cây nào cũng như cây nào. Đó.
rễ nè tàn đều luôn cả nhà, để rễ bí nha cả nhà ơi, bí nè. Cái này là nói chung là từ 5 6 múi trở lên nha cả nhà, 5 múi 6 múi trở lên chứ không có cái 5 múi 6 múi 7 múi 8 múi chứ không có cái nào mà dưới nha cả nhà. Đó, 5 múi 6 múi 7 múi nha cả nhà. Đó. Là 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 đều gan luôn cả nhà không? 6 múi rất là nhiều ha. 5 múi đồ rất là ít nha cả nhà. Cây thì cành nhánh cũng là xum xuê luôn cả nhà. Đó, cành nhánh xum xuê. Chiều cao thì em nói chung là cỡ 4 tấc hơn nha, 4 tấc 4 tấc hơn, nhưng mà lấy từ 3 tấc rưỡi lấy lên nha cả nhà. Đó, bí này thì em báo giá cho cả nhà mình giá là 20 ngàn một cây. Ha, 20 ngàn một cây cũng là 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship. Và có bí lớn hơn thì giá là 35 ngàn một cây nha cả nhà. Gốc thì nói chung là cỡ đầu đũa ăn lấy lên nha cả nhà. Cỡ đầu đũa ăn rồi cả nhà. Cỡ đầu đũa ăn mình rồi nha. Đó. Rồi, thì tiếp theo ha, thì bên em cũng có loại lò xo nữa nha cả nhà, lò xo và bính nữa. Đó, thì bây giờ em bỏ cái cho qua cái này ha, em giới thiệu tiếp cho cả nhà mình ha, là mai con tứ quý quấn rễ thường nha cả nhà. Đó, tứ quý bên em thì cũng có cái loại là không quấn rễ nữa nha cả nhà. Thì chiều cao của cái không quấn rễ nó lùn hơn cái này nha. Thì không quấn rễ nó lùn hơn cái này. Cái này là mình có quấn rễ thường nha cả nhà nè, quấn cục này thấy không? Nè, nó quấn cục như là cái loại rễ thường bên kia. Đó. Cục là so rồi nè cả nhà ha. Đó. Rồi con gắn cũng có luôn nha cả nhà. Nó chiều cao thì cỡ này nè, nó lộn xộn trong đây. Đó, gắn là so bính gì đủ kiểu trong đây hết luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đủ kiểu trong đây hết luôn nha cô chú anh chị. Đó, thì cái này á thì á, cả nhà mình cây thì nói chung em lấy chiều cao cho cả nhà mình á là 1 tấc rưỡi lấy lên ha. Khi mà cả nhà mình đặt hàng thì em lấy từ 1 tấc rưỡi. Còn cái loại này á thì nó hơi nhỏ nên là cả nhà mình thông cảm giùm em ha. Em chỉ ship hàng từ 50 cây em mới gửi hàng đi nha. Nó 50 cây em gửi hàng đi và em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn ha. Là loại này ha, là em báo giá cho cả nhà mình luôn là 6.000 một cây. Ủa, 7.000 một cây, em báo giá lộn. Loại này là 7.000 một cây nha cả nhà. 7.000 một cây. Cái loại 6.000 là cái loại mà không quấn rễ nha cả nhà. Đó, loại 6.000 là loại không quấn rễ ha. Cây cao cao cỡ này, cũng cỡ này là loại 6.000. Đó. Còn cái này á là có quấn rễ ha, là 7.000 một cây nha cả nhà. Nó quấn rễ đủ kiểu trong này luôn, có rắn luôn cả nhà. Đó, cả nhà mình thích thì mình cứ alo cho em ha. Số điện thoại có ở phần tiêu đề nha cả nhà. Rồi, tiếp theo nữa ha, là em giới thiệu cho cả nhà mình luôn. Đây là mẫu cây quấn rễ bính nha cả nhà. Đây, mẫu cây quấn rễ bính nha cả nhà. Nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 múi. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 múi. Nói chung là từ 7 múi lấy lên nha cả nhà. Chiều cao cây thì nó tầm khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc nha cả nhà. 3 tấc rưỡi 4 tấc. Cây mập mập, cây khoanh khỏe nha cả nhà. Đó, xanh khỏe nha cả nhà ơi. Đó. Cây này thì nói chung là gốc cũng khá khá rồi cả nhà. Thì cây này thì em báo giá cho cả nhà mình ha. Rễ bính này thì giá là 20.000 một cây nha cả nhà. Cũng là 20.000 một cây nha cả nhà. 20.000 một cây, 20 cây gửi hàng, 50 cây em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình nha. Đó, cái này em cũng đóng thùng nha. Đó, rồi rễ bính em đóng thùng cho cả nhà mình nha. Và bên em còn có cái loại không quấn rễ mà sắp rễ lần 2 ha. Thì lúc trước em cũng có quay cho cả nhà mình xem tham khảo rồi á. Thì loại này đó thì nói chung á là giá nó là 15.000 một cây nha cả nhà. Sắp rễ lần 2. Gốc thì cỡ em điếu thuốc nha cả nhà. Đó, đầu đũa không ăn tới em điếu thuốc. Đó là 15.000 một cây. Và loại cuối cùng em giới thiệu ngày hôm nay ha cả nhà, đó là cũng làm loại tứ quý ha. Tứ quý này thì nó nằm trong bồng 14 nha cả nhà. Nó nằm trong bồng 14. Nó quấn rễ bính nha cả nhà. Nó quấn rễ bính hết cả nhà ơi. Nè, cây nào cũng vậy hết, quấn rễ bính nè. Nè, nó nói chung là quấn rễ bính 1 2 3 4 múi, từ 4 múi lấy lên nha cả nhà. 4 múi lấy lên rễ bính. Đó, 4 múi lấy lên nha cả nhà. Nó chiều cao thì nói chung á là từ khoảng 1 tấc 8 đến 2 tấc rưỡi nha cả nhà. 1 tấc 8 đến 2 tấc rưỡi, 3 tấc. Đó, 1 tấc 8 đến 2 tấc rưỡi, 3 tấc. Thì cây này em báo giá cho cả nhà mình là 10.000 một cây. Đó, 10.000 một cây. Khi mà cả nhà mình mua cả nhà mình mua 50 cây em mới bao gửi hàng và bao ship cho cả nhà mình luôn nha. Tại vì cái loại này á là em phải đóng thùng xốp nha cả nhà, nên là cả nhà mình thông cảm giùm em. Thùng một thùng như vậy là chất đúng là 50 cây chứ nó không có chất ít hơn được nha cả nhà. Đó, nên là cả nhà mình thông cảm giùm em nha. Rồi, là ví dụ cả nhà mình đặt, ví dụ mình đặt cái loại này á, loại đạn mớ, loại kiên mớ, loại nọ mớ, nên em vẫn gửi hàng bình thường nha cả nhà. Đó, miễn sao mà được là cái này ví dụ như mà cả nhà mình gộp á, đúng không? Nếu như cả nhà mình gộp với lại cái loại mai thường bên kia thì cả nhà mình lấy giùm em 20 cây. Đó, thì gộp với cái loại thường kia thì bên em mới gửi hàng được nha cả nhà mình nha. Tại vì 20 cây phải đóng vô với cái kia nó, mình đóng vô một thùng đó, nó mới được nha cả nhà. Ít nhất là phải 30 cây đến 50 cây mới đóng hàng được nha.
Rồi thì hôm nay em chỉ giới thiệu với cả nhà mình bao nhiêu đây thôi nha cả nhà. Thì cũng mong cả nhà mình vào xem ủng hộ cho em nha cả nhà ơi. Đó thì đầu năm mới cũng kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị gần xa mình một năm mới an khang thịnh vượng, nhà sự như ý, mà ngăn phát tài nha. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.